này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với chân như học bất tăng bất giảm cũng nên đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với thánh đế khổ học bất tăng bất giảm cũng nên đối với thánh đế tập diệt đạo học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn niệm trụ hoặc bất tăng bất giảm cũng nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi Thánh Đạo hoặc bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bốn tịnh lự học bất tăng bất giảm cũng nên đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tám giải thoát học bất tăng bất giảm cũng nên đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ học bất tăng bất giảm này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả Pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tất cả Pháp môn Tam Ma Điệm học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với Pháp môn Giải Thoát Không học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với Pháp môn Giải Thoát Vô Tướng Vô Nguyện học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với năm loại mắt học bất tăng bất giảm cũng nên đối với sáu phép thần thông học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với mười lực phật học bất tăng bất giảm cũng nên đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp không quên mất học bất tăng bất giảm cũng nên đối với tánh luôn luôn xả học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với trí nhất thiết học bất tăng bất giảm cũng nên đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả dự lưu học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị độc giác học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tất cả hạnh đại bồ tát học bất tăng bất giảm này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật học bất tăng bất giảm